Xin chào tất cả các em. Để tiếp nối với bài học trong phần bài số 10 này, cô sẽ hướng dẫn các em phần listen and read để chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về các cái khái niệm đó là tái sử dụng, tái chế hoặc là giảm thiểu. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đi vào nhiệm vụ thứ nhất. Ở đây cô sẽ cho các em lắng nghe, sau đó mình mới practice with the partner. Vậy thì đối với phần này thì cô sẽ cho các em lắng nghe một bài hội thoại trong sách giáo khoa này với giọng đọc của người nước ngoài. Các em cùng theo dõi lên màn hình nữa nhé. Rồi, listen. Unit 10, Recycling. Listen and read. Friends of the Earth, les amis de la Terre, amigos de la Tierra. A representative from Friends of the Earth, Miss Blake, is talking to the students of Wan Chung School. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake? Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. I think I know what things we can reuse. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles, and old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake. But how do we do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Vậy là chúng ta vừa lắng nghe đoạn hội thoại giữa cô Black và một số các bạn học sinh của trường Quang Trung. Trong bài đọc này đã xuất hiện khá là nhiều từ mới. Bây giờ cô sẽ cung cấp cho các em để cùng nắm rõ được bài học này nhé. Nào, hãy nhìn lên màn hình. Các em quan sát thấy bức tranh ở đây. Người ta đang dọn rác hoặc là phát quang cái khu vực ở ven sông như thế này. Vậy thì ở đây cô có từ đại diện đấy, ở đây là từ protect, là bảo vệ. Đây là một hành động để bảo vệ môi trường. Mình đọc là protect. Đối với động từ protect này, mình sẽ có một số từ liên quan. Các em hãy ghi nhớ cụm từ protect somebody hoặc là someone. Mình gọi là someone hoặc là something, from someone, something. Mình sẽ đi kèm với từ from. Bảo vệ ai đó hoặc bảo vệ cái gì đó khỏi ai đó hoặc là cái gì đó. Từ thứ hai, hãy quan sát lên đây. Mình thấy đây là những mỏ quặng nè. Đây là cái quặng thiên nhiên hay là những cái thùng dầu mỏ hay giàn khoan ở đây. Người ta gọi chung những cái này là natural resources. Natural resources được gọi là tài nguyên thiên nhiên ha. Đây là hình ảnh đại diện cô cho các em có thể nhìn thấy và dễ quan sát. Tiếp theo, mình thấy những cái chai như lọ này bằng nhựa và người ta đã bỏ đi ở đây rồi. Sau đó hãy nhìn lên cái hình ảnh ở đây. Những người công nhân ở đây đang thực hiện việc phân loại và có thể là họ đã làm sạch những cái chai lọ đó để có thể sử dụng lại một lần nữa, thì người ta gọi đây là hành động tái chế, recycle. Giống như trong đề bài của mình học recycling, thì đây là dạng nguyên mẫu của từ recycling. Mình đọc là recycle, tái chế. Tiếp theo, câu hỏi đặt ra ở đây khá là hay. How can you say đại diện in English? Vậy thì các em có thể thấy bức tranh này, cô ấy đại diện đứng trước các bạn nhỏ này để giới thiệu qua về cái bức tranh nào đấy. Vậy thì từ đại diện trong tiếng Anh mình gọi là a representative. Representative.
Vậy thì từ representative có nghĩa là đại diện. Các em lưu ý ở đây cái đuôi của nó là đuôi IVE, nhưng nó lại là danh từ chứ không phải là tính từ như mình hay gặp đâu nhé. Mình có từ tiếp theo. Vậy là mình cùng có 4 từ cần ghi nhớ ở trong này. Vậy thì các em hãy ghi chú vào trong vở bài tập nhé. Rồi mình sang phần thứ hai, đó là phần trả lời câu hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi thì cô sẽ hướng dẫn qua phần hiểu nội dung bài này cho các em. Đầu tiên mình sẽ xem các câu hỏi trước ha, xong mình sẽ quay lại phần bài đọc một chút. Ở đây mình có tất cả là 5 câu hỏi. Đầu tiên, câu hỏi 1, what does Miss Black mean by reduce? Cô Black định nghĩa từ reduce như là cái gì? Câu B, what things can we reuse? Cái điều gì, cái vật nào mà chúng ta có thể tái sử dụng được? C, what the recycle mean? What the recycle mean? Cái từ recycle đó nghĩa là gì ha? Câu D, where can we look for information on recycling things? Chúng ta có thể tìm thấy thông tin về cái việc tái chế ở đâu? Và câu cuối cùng, why the Miss Black tell us that we shouldn't use plastic bags at all? Vậy thì tại sao cô Black lại nói với Lan rằng là chúng ta không nên hoàn toàn sử dụng cái túi ni lông ha, túi bằng nhựa dẻo á, gọi là túi ni lông á. Vậy thì để trả lời được những câu hỏi này trôi chảy thì cô sẽ cho các em xem lại phần bài đọc và cô sẽ dịch nghĩa cho các em cùng hiểu bài hơn. Đầu tiên á, là mình xem qua phần giới thiệu ở trong sách giáo khoa. Ở trên này thì cô không có trích dẫn đoạn giới thiệu. Một đại diện từ cái tổ chức gọi là Friends of the Earth, thì mình có thể dịch là những người bạn của trái đất ha. Cô Black đang nói chuyện với những học sinh của trường Quang Trung. Đó là tổ chức này, tổ chức mà Friends of the Earth á, đã chỉ ra cho mọi người về cách bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì cô ấy nói điều gì đây? Recycling is easy. Cái việc tái chế này khá là đơn giản. Hãy nhớ là reduce là giảm thiểu nè, reuse sử dụng lại, tái sử dụng, and recycle là tái chế. Đây là 3 điều để mình thực hiện cái recycling. Vậy thì bạn 3 đã nói điều gì đây? Cô nói đúng rồi. Nó không khó để ghi nhớ bởi vì tất cả 3 cái từ đó đều bắt đầu với chữ cái R, đúng chưa? Nhưng mà cô có thể giải thích cho chúng em hiểu thêm về ý nghĩa của nó không cô Black? Vậy thì cô ấy nói như thế nào đây? Dĩ nhiên rồi. Cô rất là vui, cô rất là hài lòng khi mà em muốn biết nhiều hơn về cái điều đó. Vậy thì reduce là giảm thiểu ha, việc giảm sử dụng á, thì có nghĩa là mình sẽ không mua những cái sản phẩm mà được đóng gói quá. Cô ấy đã đưa ra một ví dụ như là cái áo sơ mi hoặc là những cái đôi tất, đôi vớ của mình á. Những cái mà được đóng gói bởi những cái bì ni lông hoặc là bằng giấy thì gọi là package, là nó được đóng gói như vậy. Thì mình không nên quá là sử dụng những cái thiều như thế. Bạn Hòa này nói gì đây? Em nghĩ rằng em biết cái gì mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được. Em có thể nói cho cả lớp biết được không? Chúng ta có thể sử dụng lại những thứ như là bao bì, phong bì ha, envelopes, hay là thủy tinh, cốc, ly thủy tinh gì đấy, và những cái chai bằng nhựa dẻo và những cái túi nhựa cũ. Cô ấy cũng khẳng định điều đó là chính xác, nhưng mà thay vì chúng ta sử dụng những cái túi bằng nhựa thì chúng ta không nên sử dụng quá nhiều chúng. Có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng sử dụng cái túi nhựa đó đâu ha. Chúng ta nên sử dụng những túi bằng chất liệu vải. Vì vậy
Vậy thì cái từ recycle đó thì nghĩa là gì? Ồ, đúng rồi. Chúng ta không vứt đi những cái thứ đó, không hoàn toàn là vứt hết những cái thứ mà mình đã sử dụng rồi. Hãy cố gắng tìm ra cách để sử dụng lại chúng ở một cái công dụng khác nữa, ha. Cái việc đó nói thì rất là đơn giản, cô à. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta có thể thực hiện được nó? Vậy thì cô ấy nói sao đây? Hãy liên lạc với một tổ chức như là tổ chức Friends of the Earth để có thêm thông tin, hoặc là hãy đến cái thư viện, đến thư viện trong khu vực, trong trường của mình, hoặc là hỏi gia đình mình hoặc là bạn bè của mình để nắm thêm. Vậy thì bài đọc này nó giải thích cho mình biết được là ba cái khái niệm về reduce, reuse and recycle. Mình sẽ quay lại với phần câu hỏi để trả lời. Các em hãy nhìn lên đây. Câu đầu tiên, cô Black định nghĩa như thế nào về reduce? Ở trong bài có nói rồi đúng chưa nào? Cô ấy đã nói là gì? Reduce means not buying products which are overpacked. Vậy thì ở đây mình sẽ trả lời câu này y như cô ấy đã lặp lại trong phần câu trả lời đúng chưa nào? Các em có thể theo dõi trên màn hình. Câu B, what things can we reuse? Chúng ta có thể sử dụng lại những cái vật gì? Vậy thì ở đây các bạn ấy đã trả lời như thế nào đây? We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottle and old plastic bags. Vậy thì câu trả lời của mình sẽ gồm có những vật đó. Được chưa nào? Ở trong bài đã rất là rõ ràng rồi, các em có thể theo dõi. Câu C, what does recycle mean? Vậy thì recycle nghĩa là gì đây? Cô Black giải thích từ recycle có nghĩa là gì? Don't just throw things away, try and find another use for them. Vậy thì câu này mình sẽ trả lời như thế nào? Recycle means don't just throw things away, try and find another use for them. Được chưa nào? Câu D, where can we look for information on recycling things? Chúng ta có thể tìm thấy những thông tin về những cái việc mà tái chế đó ở đâu? Vậy thì cô Black có dặn các bạn ấy là gì? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Vậy thì ở đây người ta chỉ hỏi là where thôi. Mình sẽ trả lời như thế nào đây? Mình có thể trả lời hết thông tin đó được, đúng chưa nào? Nó khá là dài. Vậy thì để trả lời một câu đầy đủ, chúng ta sẽ trả lời như sau. We can look for information on recycling things by having contact with an organization like Friends of the Earth, going to the local library, or asking your family and friends. Được chưa nào? Và câu cuối cùng mình sẽ trả lời như thế nào đây? Why does Mrs. Black tell us that we shouldn't use plastic bags at all? Tại sao mà cô Black lại nói với Lan rằng là chúng ta không nên sử dụng hoàn toàn những cái túi bằng nhựa nào? À, vậy thì câu này cô sẽ gợi ý cho các bạn như sau. Because plastic bags can be reused as many times as cloth bags. Ở đây là sự gợi ý trong cái phần hiểu biết của mình ha. Cái túi nhựa, túi bằng nhựa dẻo á, là túi ni lông của mình hay sử dụng á, thì không thể sử dụng nhiều lần giống như là cái túi vải được. Cái túi vải ví dụ mình có thể giặt sạch đi và mình sử dụng lại được nhiều lần, đúng chưa nào? Còn cái túi mà bằng cái chất liệu plastic này có thể mình sử dụng được 2 đến 3 lần, sau đó có thể nó bị rách hoặc nó quá dơ mà mình không thể nào mà xử lý được hết những cái vết dơ ở đấy được, đúng chưa? Vậy thì đây là gợi ý của cô trong cái phần trả lời câu hỏi E, tại vì nó không thể hiện rõ ở trong bài của mình.
Vậy là cô vừa mới hướng dẫn các em phần listen and read sau khi mình thực hành đọc. Các em hãy nghe lại bài đọc này và hãy thực hành nhiều hơn để luyện đọc cho mình được tốt hơn nhé. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video bài học này. Xin hẹn gặp lại các em ở những video sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.